chào cả nhà. Đây là video mà bầu trời Cali trên đường đi về Việt Nam từ Arizona. Thì có một cái sự cố nho nhỏ, một cái việc nho nhỏ, nhưng mà thực ra nhỏ nó không nhỏ mà lớn nó cũng không phải là lớn. Nhưng mà nếu mà mình mà sơ ý một cái, có thể là cái chuyến bay của mình đã bị coi như là hủy, hoặc là mình sẽ bị kẹt lại ở Mỹ lại. Cho nên là cũng khá là quan trọng nếu mà các cô chú anh chị để ý chút xíu. Và đây là cái video mà cùng bầu trời Cali chia sẻ đến khắp nơi cho các anh chị xem ha. Bắt mà anh chị xem video. Anh chị đi Việt Nam á, nếu mà xách những vali kéo như thế này, anh chị có cái ổ khóa ở đây, và khi mình khóa xong mình có dây rút, mình rút ở đây, thì người ta không có rạch cái vali mình được ha, không có kéo tới kéo lui để mà rạch đồ của mình được. Mình đang trong phi trường của Phoenix thuộc tiểu bang Arizona. Đây là lần đầu tiên bầu trời Cali đi về Việt Nam trực tiếp từ Arizona. Còn lúc trước mình đi về là đa số là mình về Cali, sau đó mình mới bay. Thì mình bay từ Cali thì mình chỉ bay có 2 chuyến thôi là mình tới Việt Nam rồi. Tuy nhiên mình bay ngày hôm nay là từ Phoenix, Arizona, mình phải bay tới 3 chuyến mình mới tới Việt Nam. Tức là hiện tại bây giờ từ Phoenix mình sẽ bay qua San Francisco 2 tiếng. Sau đó từ San Francisco sẽ bay về Tokyo của Nhật Bản. Và tiếp tục từ Nhật Bản mới bay về Việt Nam. Tổng cộng là tới 3 chuyến. Tuy nhiên cái vé máy bay vào cái mùa này rất là rẻ anh chị. Thì bầu trời Cali book của cái hãng là Japan Airlines, tức là hãng máy bay của Nhật. Thì cái vé máy bay lúc mình bay, mình đi một chiều á, là mình đi one way á anh chị, là chỉ có 605 đô thôi, rất là rẻ. Thì khi mình đi về lại thì cũng vài trăm đô thôi ha anh chị. Thì anh chị nào mà có đi về Việt Nam mà đi vào cái mùa này thì mình nghĩ là nên đi vào mùa này, thì với giá nó rất là rẻ. Đi 3 chuyến bay luôn mà có 600 bạn, quá rẻ luôn ha. Thì bây giờ á, cái công nghệ thông tin nó rất là hiện đại. Anh chị có thể tự book vé máy bay mà không cần phải nhờ qua dịch vụ ha. Đa số bầu trời Cali đi là mình tự mình book không. Thì mình muốn book của cái hãng nào thì mình vô mình cài cái app ha. Ví dụ như China Airlines, cài app ở China Airlines, Japan Airlines, cài Japan Airlines. Nhưng mà mình hay đi cái hãng này tại vì mình thấy giá nó rẻ, thì mình đã so sánh rồi. Trước khi mà mình đã mình đi mà mình đi thì mình phải coi giá từng hãng ha. Cái hãng này giá bao nhiêu, hãng kia giá bao nhiêu, thì mình thấy cái hãng Japan Airlines hiện tại là cái giá tốt nhất. Thì cho nên là anh chị có thể download cái app Japan Airlines, sau đó mình bấm cái ngày đi ngày về thì nó sẽ hiện ra cái giá tiền, rồi lúc đó mình book và mình điền information của mình vô ha. Mình điền hết những thông tin cá nhân của mình vô thì mình sẽ bay thôi, rất là dễ. Đó, thì khi mà mình vô mình check in đó, thì của cái hãng American Airlines nè ha, thì họ sẽ in ra cho mình tổng cộng là tới 3 cái vé là ok anh chị thấy không. Thì cái này vé đầu tiên mình sẽ bay qua San Francisco, thì mới đưa cái vé này vô cái mình gọi thôi. Thì tổng cộng cho cái chuyến bay của mình là 3 chuyến á, là chỉ có 24 tiếng thôi. Tính ra 3 chuyến mà 24 tiếng là ok đó. Lúc trước mình bay từ Cali á, có nhiều lúc á không có vé đó, không có chuyến bay á, nhiều khi mình bay cũng khoảng 23 24 tiếng luôn á, mà từ Cali nha. Có nghĩa là bay có 2 chuyến thôi đó, mà từ mà 23 24 tiếng thì bữa nay mình bay 3 chuyến mà 24 tiếng tương đối ok. Hiện tại vì anh chị ví dụ mà ai ở Mỹ cũng biết rồi lý do tại sao mà mình phải bay 3 chuyến như vậy, thì cái chuyện đó là quá đơn giản. Thì tại vì từ cái Phoenix Arizona này á, nó đâu có chuyến bay về thẳng của thằng Japan đâu, đúng không? Đâu có đâu, thì bắt buộc nó phải dồn, nó phải bay qua những cái nơi mà có chuyến bay về hàng Nhật. Ví dụ như San Francisco nè, nó có chuyến bay về Nhật, thì hệ thống nó tự động nó sẽ book cho mình cái giá để mình bay từ đây qua San Francisco, sau đó mình mới lên cái bay của thằng đó thì mới bay về Nhật, thì nó mới dồn chung một chuyến máy bay được. Còn bên đây thì đâu có chuyến bay về đó. Đó là chuyện, cho nên là chắc chắn là mình phải đi 3 chuyến là vậy. Có khi nó sẽ bay về Seattle, có khi nó cũng sẽ bay về Los Angeles, mình không biết được. Có nghĩa là nó đưa mình đi đâu thì mình đi đó thôi, nhưng mà chắc chắn là phải 3 chuyến chứ không thể nào 2 chuyến được. Thì mình book cái vé one way một chiều á, là cũng có lý do anh chị, tại vì Hà phải sẽ về sau, thì chưa biết là Hà sẽ về lúc nào.
cho nên là mình về trước để mình làm cái công việc của mình. Rồi khi nào mà Hà cảm thấy sắp xếp được cái tiệm á xong ok thì Hà sẽ bay về sau với mình sau. Thì khi Hà bay về sau á thì mình với Hà sẽ bay chung về Mỹ lại. Lúc đó về Việt Nam xong là mình sẽ book vé hai đứa đi về chung lại. Đó là cho nên là mình mới đi một chiều. Tại vì mình không biết lúc nào Hà về và mình cũng không biết lúc nào mình sẽ bay về đây lại. Cho nên là mình về bển thì mình sẽ book vé một chiều bay về lại sau. Cho nên là cái vé hiện tại giờ cái mùa này có 500-600 đô, thì bây giờ mình đi qua anh quay thôi, rồi tới lúc đó mình book cũng vậy à, nó cũng không chênh lệch bao nhiêu tiền. Thật sự về Việt Nam thì ai cũng muốn đi về để chơi hoặc là giải trí hoặc là thăm gia đình, thăm người thân, mà ai cũng ngán nhất là cái vụ đi máy bay. Anh chị thấy rồi đó, 24 tiếng đồng hồ ở trong phi trường và trên máy bay, 24 tiếng một ngày một đêm. Mà thí dụ mà dạng đại gia đó thì ngồi business thì được, ghế nó rộng một chút, nhiều khi nằm nó thoải mái. Còn cái dạng mình là dạng thường gia, cho nên là ngồi cái ghế mà kiểu nhúc nhích không được luôn. Mà anh chị nghĩ đi 24 tiếng đồng hồ ngồi đó quả chạy đậu. Nếu mà bởi cho nên mình sợ nhất là chuyến bay dài á. Cái chuyến bay mà từ San Francisco mà về Nhật á, chuyến bay đó khoảng 12 tiếng. Thì sợ nhất là chuyến bay dài đó, là ngồi suốt ở trên cái chiếc máy bay mà 12 tiếng đồng hồ. Cho nên là thường á nhiều người á, người ta uống thuốc ngủ. Thiệt, uống thuốc ngủ. Còn mình thì mình hay lên đó mình kêu rượu đỏ đó, rượu vang đỏ mình uống cho nó lân lân, mình dễ ngủ. Mà đa số là nhiều người uống thuốc ngủ cho dễ ngủ, chứ không thôi thích chịu không nổi, nó cứ giật giờ. Nó rất là mệt anh chị. Mà mình nằm cũng không được, ngồi cũng không được. Mà cho nên bầu trời Cali hay lựa cái ghế mà ở ngoài cái cửa sổ á. Thứ nhất là mình có thể mình nhìn xuống bên dưới được. Thứ hai là mình ngồi có thể mình ngủ, mình dựa vô cái cửa sổ được. Chứ mình ít khi nào mình ngồi phía bên ngoài lắm. Tại vì ngồi bên ngoài nhiều khi á, anh chị biết một cái hàng ghế là 3 người đúng không? Mình ngồi ở ngoài là 2 người ngồi ở trong. Lỡ 2 người đó mà bị bệnh thận á, có nghĩa là đi tiểu hoài á, là chết mình. Nhiều khi mình ngồi một hồi cái người ta mắc tiểu, người ta đứng lên, người ta đi ra là mình phải đứng lên. Mình đang ngủ mình phải đứng dậy. Còn người kế bên đi ra cũng phải đứng lên. Tại vì cái chuyến bay nó quá dài đi. Cho nên là mình chọn cái ngồi tút vào trong á. Thì người ta có ra không liên quan tới mình. Và đặc biệt là khi mà trước khi lên máy bay á, là mình đi toilet cho đã đi. Đi cho đã hết đi. Và lên đó mình cũng hạn chế uống nước. Có nghĩa là uống ít ít thôi, chứ đừng để mắc tiểu đi ra đi vô làm phiền người ta mệt lắm. Mà cái toilet máy bay nó nhỏ xíu à, khó chịu lắm. Cho nên là hạn chế được lúc nào hay lúc đó. Và đặc biệt là đi những chuyến bay như thế này á, thì mình nên chuẩn bị những bộ đồ cho nó ấm áp chút xíu. Tại vì ở trên máy bay nhiều khi nó cũng hơi lạnh đó anh chị. Rồi những chuyến dài á, họ sẽ phát cho mình cái mền để mình đắp, và một bữa cơm, một bữa ăn. Nếu mà chuyến dài nào mà dài hơn thì được 2 bữa cơm. Còn chuyến nào mà khoảng chừng 10 tiếng thì là một bữa cơm. Với lại uống cà phê hoặc ăn chơi đại khái vậy. Anh chị ai nhớ Việt Nam nhớ đồng hành với Bầu Trời Cali trong chuyến đi này nha. Bầu Trời Cali sẽ quay rất là nhiều những khung cảnh ở Việt Nam, những quán ăn, nhà hàng, quán xá, để cho các anh chị có thể biết những nơi để mà khi mà về Việt Nam biết chỗ để đến ăn, những nơi ăn ngon và nổi tiếng anh chị. Bảo đảm anh chị sẽ rất là nhớ Việt Nam đó. Theo dõi đồng hành với Bầu Trời Cali nha. Đây là bên trong phi trường của San Francisco, tiểu bang California nè cả nhà. Đây là lần đầu tiên mình cũng tới phi trường này luôn. Quá trời rộng ha. Bên trong này rộng ghê. Bây giờ kiếm cái cổng khác để bắt đầu chuyến bay từ San Francisco về Tokyo, Nhật Bản. Chút nữa mình kể cho cả nhà mình nghe một cái sự việc. Nước Mỹ này cái phi trường nào cũng đông nghẹt, khủng khiếp. Đây là San Francisco nha. Mới bay xong chuyến có 2 tiếng thấy mệt dữ trời. Thì cái tâm lý bây giờ nói cả nhà chứ hả, kiếm hết nguyên cái phi trường luôn, không có một cái tô phở để ăn. Thiệt, thèm phở. Toàn đồ ăn Mỹ không.
gì đâu, quay qua quay lại thấy toàn là bánh với lại cái gì đâu không, sao ăn. Giờ chỉ có nhịn luôn, là vô máy bay ăn thôi. Từ giờ bữa nay mình bay sớm đó, 4 giờ sáng rồi, trời Cali dậy rồi, cho nên là hiện tại giờ là 9 giờ mấy, cho nên là hơi đói bụng. Giờ đi kiếm cái cổng, chờ chút xíu sẽ bay tiếp một chuyến dài khoảng 10 12 tiếng bay. Phi trường rộng nè, bên trong đây nó rộng nè. Đồ ăn không, uống bia vô đây uống bia được luôn nha, nhưng mà uống bia hồi mắc tiểu mà bắt đầu đi ra vô mệt lắm. Bít tết không. Ok, cả nhà thấy cái vỏ của mình không? Rất là nhỏ gọn ha, không có to đâu nha. Đây, chút xíu rồi thấy không? Rồi, mém một tí nữa cái vỏ đó là nó sẽ hành mình. Có thể là mình sẽ mất cái chuyến bay này luôn, trễ chuyến bay này luôn, có thể. Mình sẽ kể cho anh chị nghe. Cái vỏ bị lớn vậy, mém tí nữa hành mình rồi. Cái chuyến bay mình vừa mới bay xong là chuyến bay local anh chị, có nghĩa là bay từ Phoenix, Arizona qua San Francisco thuộc California, bay trong vòng 2 tiếng là chuyến bay local. Bây giờ nè, mình bắt đầu mình đi tiếp một chuyến nữa là chuyến bay international, tức là chuyến bay quốc tế bay qua bên Nhật Bản. Để mình kể cho nghe thì khi mà mình chuẩn bị mình vô máy bay á thì cái số của mình á là cái gì gần cuối máy bay anh chị. Ok, mình đứng mình chờ để mình vô. Thì khi mình vô á, cái người mà soát vé đó thấy mình xách cái vỏ này á, thì thực ra cái vỏ này là đúng tiêu chuẩn, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà họ phòng hờ, ở trên máy bay hết chỗ để. Ok, Vì vậy họ kêu mình á, họ nói với mình á là cái vỏ này á sẽ gửi chứ không được xách lên máy bay. Có nghĩa là họ in ra một tờ giấy, họ dán vô cái vỏ và họ để vô ở dưới cái gầm máy bay á, ngay cái kho đó, kho chứa hàng của chiếc máy bay đó, mình không được đem lên trên tại vì họ sợ là hết chỗ để. Ok, thì á mình mới nhanh trí, khi mà họ in tờ giấy rồi họ định dán vô cái vỏ rồi, mình mới nhanh trí mình nói á, tôi đi chuyến bay quốc tế và tôi đi về Việt Nam, vậy thì cái vỏ này tôi sẽ lấy ở đâu. Thì á, con nhỏ này nó mới giật mình lên đó, nó mới nói, ủa mày đi quốc tế hả? Nó yes. Thì nó tháo tờ giấy ra, thôi vậy mày đem lên máy bay đi. Cực kỳ may mắn luôn anh chị. Nếu như mà mình sơ ý mà mình để cho nó đem cái vỏ này vận chuyển á, ở dưới chiếc máy bay vận chuyển đi đó, là mình tiêu mình rồi. Tại sao? Cái người soát vé ở ngay chỗ đó, họ không hề biết là mình đi quốc tế. Có nghĩa mình đang đi chuyến local. Họ chỉ biết mình là khách, mình đi qua San Francisco mà thôi. Họ không hề biết là mình chuẩn bị, mình nối chuyến để mình đi về Việt Nam. Họ không hề biết chuyện đó. Và họ chỉ làm theo cái quy định của hãng và luật của hãng, là họ sợ là sẽ không có chỗ để cái vỏ này, cho nên họ kêu mình ký gửi. Thì khi mà mình vô chuyến máy bay á, thì rõ ràng là cũng gần hết chỗ để anh chị. Gần hết chỗ, nhưng mà vẫn có chỗ nha, chứ không phải là không đâu. Ở phía trên chuyến máy bay còn trống rất nhiều, còn phía dưới máy bay đó thì nó hầu như là gần hết. Thí dụ mình hết đó, mình có thể mình để phía trên cũng được, mình dời lên, mình đi bộ lên phía trên, bỏ trên cũng được. Tuy nhiên á, một cái vấn đề ở đây á, chỗ là nếu mà mình không lanh trí là mình sẽ bị trễ cái chuyến bay kế tiếp. Tại vì sao? Mình đi từ nãy giờ nửa tiếng mà kiếm cái cổng chưa có nè. Nếu mà cái vỏ này mà gửi ở trong chiếc máy bay á, thì phải đi xuống, đi ra ngoài luôn. Ra ngoài luôn, chờ cái vỏ này nó chạy ra ngoài, nó chạy ra cái vòng nè để mình lấy đó. Ít nhất là phải gần một tiếng đồng hồ. Khoảng một tiếng có, từ tính lúc đi bộ tới lúc chờ cái lấy cái vỏ là khoảng anh mình nghĩ không dưới một tiếng. Ok, cái thứ hai đó là khi mình lấy cái vỏ này xong á là mình phải đi ngược vô bên trong ngựa trở lại để mà kiểm tra an ninh thêm một lần nữa. Cả nhà hiểu không? Khi mình ra ngoài rồi là mình muốn vô trong máy bay lại là phải checkpoint, kiểm tra an ninh thêm một lần nữa. Vì cái thời gian nó nhanh hay chậm á là tùy theo cái sân bay đó đông người hay ít người. Nếu trường hợp nó đông người như cái sân bay hiện tại bây giờ, bảo đảm kiểm tra an ninh lên đứng chờ một
đóng nữa. Rồi sao? Xong rồi mới kiếm cái cổng để mà mình bay về Việt Nam, bảo đảm với cả nhà, trễ chuyến bay là cái chắc. Mà nó mệt mỏi đủ thứ, rất là may mắn, cực kỳ may mắn luôn, là mình đã lanh trí và mình nói mình bay về Việt Nam. Và thế là họ đưa cho mình cái giỏ lại. Thì ở đây là để cả nhà mình cẩn thận một điều là khi mà gặp cái trường hợp giống như bầu trời Cali mà đi cái chuyến mà những cái chuyến nhỏ như vậy á, là trước khi đi về quốc tế đó thì phải cẩn thận nha. Họ kêu gửi cái giỏ, đừng có gửi mình nói là mình đi quốc tế, chứ không thôi là trễ chuyến bay là hủy chuyến bay, là mất tiền, vừa mất tiền mà vừa nằm ở trong đây giật giờ ở trong đây chết luôn. Cái phi trường này để rất là nhiều ghế ha, nè, những cái chỗ này cho khách ngồi nè, và cũng có thể cái chỗ này để cho khách nằm lại nghỉ lại khi mà chờ những chuyến bay dài. Ví dụ như bầu trời Cali mà bị dính cái vụ đó, cái chắc nằm đây ngủ luôn quá thiệt nè. Ở đây ba mua mấy cái rượu nè anh chị, mua đồ không có tốn thuế, không có tính tiền thuế. Chứ bình thường mua mấy cái này á, là phải nó tính thêm tiền thuế nha. Mà mua trong phi trường này thì nó không có tính thuế. Rồi, tới gần tới cái cổng nè, chắc kiếm cà phê uống rồi. Starbucks nè, đó. Rồi, uống cà phê khỏi ngủ luôn á. Trời ơi, giờ sao ta? Một luống rượu, hai luống cà phê, chọn một trong hai. Nè anh chị, đồ coi đồ ăn Mỹ nè, thiệt á. Toàn là bánh không à trời, nè. Đó. Bởi vì người Mỹ ốm nhôm mà, người nào cũng ốm nhắc nè. Đó, bánh không vậy đó. Nè. Có gì đâu ăn. Ở dưới đây có mấy miếng salad nè, có bánh mì nè. Mà cái là họ làm cái kiểu gì kỳ lắm. Nói thiệt, vay nói tôi hài lúa thiệt chứ, đồ ăn Việt Nam là số 1 thôi. Thiệt, còn trời Cali không ăn được mấy cái đồ này. Ăn không thấy ngon lành vậy đó, chứ không phải ăn không được. Ăn giống như bị ép ăn vậy đó, chứ không thấy ngon. Chưa đâu, đồ Mỹ còn đỡ nha. Đồ Mỹ á, trời ơi, nói thiệt, lần đi Mỹ ăn toàn trứng luộc không, thì không ăn được cái gì, nó dở mà nó kỳ lắm. Cái này là riêng cá nhân tôi thôi nha, cá nhân bầu trời Cali thôi nha. Chứ mấy anh chị ai mà thích ăn mấy cái đồ đó thì không có liên quan tới em nha. Cái này là cá nhân của em thôi. Em nói em không thích à. Cái trường hợp vừa rồi của bầu trời Cali mà kể cho cả nhà mình nghe đó, thực ra nếu như mà ai mà có thời gian chờ á, ví dụ như cái chuyến bay mà chờ khoảng chừng 2-3 tiếng nữa mới bay á, thì không thành vấn đề. Thì mình có thể mình đi xuống dưới mình lấy cái giỏ thôi, sau đó mình vô kiểm tra an ninh trở lại thì mình vô lại thôi, không thành vấn đề. Nhưng mà những ai mà chuyến bay mà gấp á, giống như là trong vòng nửa tiếng 1 tiếng là phải bay đó, là chắc chắn là trễ chắc luôn, 100% luôn. Cho nên là anh chị cẩn thận ha. Bây giờ bầu trời Cali sẽ kiếm chỗ ngồi của một cái quán ăn ở trong đây để mà ngồi chơi trong thời gian chờ đợi, để rồi sau đó sẽ bắt đầu chuyến bay dài về Nhật. Anh chị cứ tiếp tục theo dõi đồng hành với bầu trời Cali nha. Chuyến đi Việt Nam này sẽ rất là nhiều những video gần gũi và để cho các anh chị gợi nhớ về Việt Nam, nhớ quê hương của mình. Đồng hành theo dõi với bầu trời Cali trong những video kế tiếp nha anh chị ha. Rồi, mình tạm chia tay anh chị video này. Bye bye.